Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua khẳng định, nền kinh tế nước này đã chống chọi hiệu quả với các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại thành phố Sochi, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga đang ứng phó tốt với các lệnh trừng phạt và tất cả các chỉ số kinh tế vi mô đều chứng minh điều này. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, các biện pháp nhằm tăng cường sử dụng đồng rúp trong giao dịch đã góp phần làm gia tăng giá đồng nội tệ của Nga, và điều này không nhằm mục đích gây thiệt hại đối với các đối tác của Moscow. Cùng ngày, Bộ Tài chính Nga thông báo đã nới lỏng quy định bắt buộc bán nguồn thu ngoại hội của các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước. Theo đó, tỷ lệ bắt buộc bán nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu đã được giảm từ 80% xuống 50%. Quy định được đưa ra dựa trên sự ổn định của tỷ giá hối đoái với đồng rúp và giúp đạt mức thanh khoản cần thiết của ngoại tệ ở thị trường trong nước.